Mệt quá cả nhà. Sợ đấy. Ui dồi. Mày ôi xuống đó không thì chết mất. Cả mọi người nha. Cái gì là nặng thế? Nặng chứ. Mọi phần gánh từ dưới kia lên nha. Đi. Chiến dịch ở ẩn anh em nha. Đây nào. Thế là mình đã bớt đi một chút gánh nặng mọi người ạ. Chỗ này lên đồi rừng chỗ này đẹp ghê út nhở, đẹp lắm này. Ui dồi ôi. Chưa chết, toàn sắn này. Cái này mình mới ở mấy hôm này. Chào tất cả anh em nhá. Quên chào tất cả mọi người nhá. Đây và anh em với thằng nào. Ở nhà. Bây giờ là mình mới lên tới lán cùng anh em mọi người ạ. Thì em biết với Út đã kiếm được khá là nhiều chuột rồi. Về đây anh em ơi. Tổng là được mấy con nhỉ? 13, 14 con các bạn. Các bạn ấy đi rừng này chắc là cũng quay cho mọi người xem rồi. Bây giờ anh em sẽ sơ chế qua đi. Cái phần chuột này để lại chiều mọi người nhá. Còn lúc nãy là mình có mang cho anh em một đùi dê mọi người ạ. Tí nữa anh em sẽ chiến thịt dê trước. Thì bây giờ cho mọi người thui đã. Nó chạy xuống dưới rồi. Đấy cái chuột này kiểu anh em đánh các bạn ạ. Nó cũng kiểu là qua đêm rồi ấy. Nên là thui nó không được đẹp nữa đâu. Có khi còn mất hết da rồi ấy. Bây giờ sang đây này. Đây nha các bạn nha. Cái này là nướng sơ qua đi. Đấy. Ok. Một họ một nắng nha. Tối cách tối nha. Cái này ăn thịt này đã. Thịt dê. Đẹp nhỉ Min nhỉ? Và quên bà anh cầm cho cái vỉ. Ừ. Em từ từ nha. Hấp lại cơm. Ở dưới vẫn có đúng không? Ba anh em mình chắc hết cái này thôi cũng nhỉ? Chà, đâu còn cái dạ dày. Anh Hòa lúc nãy làm băng giang chặt nửa đùi con dê rồi à? Ừ, anh Hòa lại Hòa Hòa về lấy một nửa rồi. Rất ngon mọi người ạ. Từ miền xuôi lên đến miền ngược. Đây, đùi dê nướng anh em ạ. Nộm vừng với lại xả. Út sẽ lọc nốt cái xương dê, xương đầu dê mọi người. Dê mình khởi nghiệp thế nào nó ăn nhiều sắn quá đứt như này lỗ vốn rồi. Hỏng biết vụ này hỏng biết. Bây giờ là cái đùi dê đã chín mọi người ạ. Giờ em ít sẽ thái ra. Chín chưa em ít? Chín rồi. Sợ chín quá đúng không? Rồi thôi. Cái cảnh này giống cái cau này giống cái cây móc nhỉ, cây cón chứ nhỉ? Đâu cây nào cây cón? Ở trên đằng. Cái này là cây cón này. Ở cây cón nó giống cái mà trang trí đám cưới nhỉ? Út đang nấu cái đầu với cái xương đầu các bạn ạ. Với lại pịa nữa. Trên có con dao quá nhau. Trên núi mà vẫn có pịa dê nhá mọi người nhá. Dao to bằng bằng ấy. Để dự phòng thức ăn để phòng khi mà nó anh em không kiếm đồ ăn mọi người ạ. Xui xuống sục. Hôm nay có chương trình chẵn lẻ nhỉ? Anh em vui tí. Làm tí đánh bài uống rượu. Chẵn lẻ hay là xóc đĩa? Xóc đĩa làm gì?
Chơi vui uống rượu mà. Ừ. Ây à, biết cứ ba chén là căng đấy anh ạ. Hơi Hồng Hồng ạ. Không thì dê nó tầm như thế là vừa. Phải băm cả xả vào em ạ. Đấy, vừa đẹp anh em ạ. Chấm pịa thì thôi rồi. Chất lượng. Đưa cái xương đây cho anh nướng nhá. Anh hơ vào kia. Úi dồi ôi. Rừng còn có nậm pịa ăn thế này thì còn gì bằng nữa. Ăn nửa vừng thôi nhỉ. Để mai kia con lộn thịt chuột. Chai nhỉ? Anh em. Hút đâu anh út? Quá ngon mọi người ạ. Hút nha. Rồi. Mình chính. Biết việc à. Tối ngủ tan mò ôm ôm mình thật. Kẹt thật đấy. Chát với ôm hả? Kiểu thanh niên làm sao lại ế. Ế là đúng đấy. Nó như thế là ế là đúng. Chuốn. Chuốn. Câu đấy của anh Quyết anh nhỉ? Chuốn là em nói trước. Tụi kia bắt chiếc cơ mà. Rồi, ngon quá rồi em ạ. Cái đấy là cái cua mọi người ạ, cua từ hôm qua út đây, chấm chéo. Chấm chéo vẫn có còn mọi người nhá. Rồi rồi. Này còn gì bằng nữa. Không có thịt ấy đâu, mỗi người quay xìa đâu. Không có ấy đâu, không có. Rồi, anh em bọn mình chuẩn bị lên mâm các bạn nhá. Hôm nay thì làm tí rượu nguội nào. Ở đây là không có thịt chuột đâu mọi người ạ, thịt chuột để anh em lúc sáng là xay nguội anh Hòa. Xay rượu nguội. Nguội. Với những món ăn chuột có em biết là chưa biết vẫn đầy đủ hết, đầy đủ chất dinh dưỡng mọi người ạ. Thoải mái rồi, hôm nay ăn thịt nai nhá. Đấy. Ngon chưa? Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Xin mời mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Chúc sức khỏe. Mời tất cả mọi người nhá. Mọi người ủng hộ chuyến đi của ba anh em bọn mình khá nhá. Khá là lâu đó mọi người ạ. Này có anh Hòa thì ốm về rồi. Lúc đi mang giang là xuất nên về trước. Hôm qua thấy bà xước ngón chân mà. Bóp bóp. Bóp. Ngon thế rượu. Ôi giời ơi, em ít nậm phịa. Anh không bỏ hạt chanh gì. Hả? Không phải bỏ đâu. Ăn tất mà em. Mời tất cả mọi người nhá. Có phịa chưa? Có rồi. Xuống không em? Phịa của mình đấy. Chị dê đúng không? Quá khỏe luôn. Vẫn còn con cua to này, anh em này. Đấy. Lúc đêm được 10 con họ ăn hết mà. Chị chưa? Hôm nay phải đi cho em ít út nhờ. Tối nay lại lúc nào em đi cho. Ý. Gần về, gần về ấy. Mai mới đi. Lúc nào gần về xong mới soi mới lấy về. Rồi, mời tất cả mọi người đi. Thịt dê ăn trên núi. Úi giời ngon lắm. Nó chạy được cành lá sấu mà ghém nhờ. Ừ. Ngon ghê luôn, cây sấu ngay đây. Trên chỗ kia có một cây con nhá. Hà tận trên kia. Khéo rừng á. Ôi ban đêm á quả sáng sóc nó ăn nó rụng. Ác luôn. Có khi mình còn nhầm ấy nhở. Đánh bẫy không phải nhở. Làm tiếp đi nhở. Ra đòn đây anh em ơi. Đòn mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Nãy ông FBI vừa đòi nợ mình. Đâu? Nào, đang nó đi. Bảo mời vay. Bảo là em trả đứa nhỏ cho cô Nhi diễn rồi là. Mời tất cả mọi người nha, một chén rượu cho chuyến đi. Thì anh em bọn mình rất mong muốn các bạn ủng hộ anh em bọn mình nha. Bình luận thật nhiều để ở trên rừng, ở chỗ này nó cũng có sóng ấy. Để anh em đọc cho nó sướng mắt. Rượu ngon. Thì dê này thì ok rồi các bạn. Không phải nói như rượu ở tù ấy nhở. Ừ. Sóng chả có, mạng được không? Không có sóng đấy, thi thoảng có tí. Đây tất cả mọi người này, đấy, thịt dê. Úi dồi ôi. Quá ngon mà anh em ạ. Dê. Bây giờ có xương đã mọc ở đâu à? Còn xương dê chưa nói nhá, anh em nhá, mời mọi người nhá. Ui, lấy thìa đi, phải nó rớt ra em ít nhờ. Này. Úi dồi ôi. Ra đòn đi anh út. Ra đòn đi. Anh ăn quả quén á.
ngọt ghê luôn anh em ạ. Này lúc đêm vẫn có quả lưới hái rồi. Đấy. À ơi nhỉ. Sư phụ Hòa. Em để nó nứt ra anh Hòa chảy mất. Sư phụ Hòa chảy. Gài ngọt đấy, ngọt thế. À mới làm đỏ nào, uống làm đỏ được quá. To mới sướng. Rừng nó phải ăn to nó lớn. Hai thằng thêm cái lá. Ui dồi, em biết. Mời tất cả mọi người nhá. Chấm đi ạ. Mời mọi người nhá, mời các anh nhá. Em ăn đi. Em mượn cho anh mượn con dao cơ. Ừ. Có tí bệ dê nó khác hẳn nhỉ em nhỉ. Thằng chiều nay vẫn có chương trình thịt chuột nữa cơ mà. Ờ, chiều nay là hát cho nhau nghe nữa cơ. Hát cho nhau nghe, còn đánh bài, đánh cơ nữa cơ các bạn ạ. Nhiều chương trình lắm, 10 phút rồi. Làm đoạn ruột này. Ngọt lư luôn. Nào mời anh em đi nhờ. Nào em biết. Anh em. Tất cả mọi người nhá. Rồi. À. Thế thôi, chẳng ít chẳng ít. Ngon đấy. Đây là quả lưỡi hái này anh em này. Quả này bây giờ là bây giờ vẫn có nhỉ Út nhỉ? Thế ra của nó là phải hết rồi chứ nhỉ? Hứa thứ hai phải. À. Hay là ở đây ớm quá. Anh em là làm miếng này. Kể cả ấy cái này nó mới có vậy. Nó béo như lạc các mọi người ạ. Ui giời. Đó hơn lạc chứ. Dùng tay rồi. Thiếu rượu. Đói quá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Làm tí rượu nguội. Nghiện rồi mà sao còn. Chấm được chấm chéo này. Chấm chéo này. Chấm sao này. Đã lâu ngày ăn thịt đấy em nhỉ. Đó, thịt cho pi ạ. Mời tất cả các anh nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Kiếm em dê nướng. Dê núi. Quá ngậy đúng không em? Tuyệt vời. Chuyển thế. Này, chấm pịa. Chấm pịa chú ăn nha. Rất ngọt ngào luôn. Quá anh Hòa lấy giấm lên để nấu lươn mà lươn ra hết. À, lươn từ hôm trước cũng mít mang đi đây. À, hoa chuối mọi người ạ. Hoa chuối thì cũng rất là ngọt bởi vì là ở đây chưa có chuột vào đâu nhưng mà có cua. Với lại anh em cũng cho mỡ. Có cho mỡ vào đây không? Có. Ây da, ngọt thế. Ngọt lư luôn. Nhức nách anh em ạ. Mời tất cả mọi người một miếng thịt dê. Hơi to nhỉ? Phải mấy miếng. Ngọt quá. Chiên hết. Ngọt lắm đấy. Giá đòn cho anh xin một đòn này em, mít. Để anh cân bằng cân 3 cái này. Cân 1 thôi. Mời tất cả mọi người nhé. Mình không uống được cái bát mình uống thì mà. uống cùng nhau thì say thôi mà. Người ta cấm bệnh người ta mới không uống thôi. Giòn. Ốc. Ngon nhỉ em biết nhỉ, cảm giác phê nhỉ. Nào, lên đi. Đang khoáng lại lên à. Ừ. Người ta có bệnh người ta mới không uống đâu. Người ta có bệnh người ta mới không uống đâu. Này cần ba ấy nhỉ. Ờ này cần ba. Đúng rồi, chè tam rượu tứ đúng không? Vẫn như lúc đêm mà. Nên thiếu một người. Anh Hòa hôm nay có mùi ngon này không chịu ở lại. Lúc đi thăm bẫy về thấy về rồi. Căn bản say nguội. À sa sa sa. Alo bà, anh ở đâu bà? Xuống để làm cơm ăn. Anh bảo về rồi. Anh say nguội phải về trước. Quá ngon mọi người ạ. Chị Hòa thì có việc này. Nên là phải về trước. Ở lại đồi này không sợ không chống được anh em. À, cúng giải hạn cho vợ mọi người ạ. Cần một hết trai thôi. À. Bên rừng phải có tí chữ tà. Thế... Cần ba á. Cần ba. Ba anh Hòa chọc là xin thôi. À. Tha cho anh cần về bản. Sáng nay còn đi bắc măng giang. Bà tưởng bà anh ở lại ăn chuột. Anh bảo là có việc về. Không phải giống buộc lại. Anh em gạ ăn sáng không mới về chứ. Ừ. Phải trẻ con chắc phải dọa ma là kiểu ở lại đúng không?
bảo là tối anh có bận, không bận anh mới lên. Ừ. Tối nay chắc anh lên đấy. Thế nó điện thử xem đây không bảo. Đấy, đấy hết in nhiên liệu đúng không? À, bọn mình chuyến này làm việc ở đây chắc sẽ dài dài đấy mọi người ạ. Hết quả đồi này xong là bắt đầu sẽ chuyển qua đồi khác. Đấy, xong lại chuyển quả đồi quay lại ở đây. Là Tết rồi. Là đến Tết là vừa mọi người ạ. Là đấy. Mình là mình tròn 34 tuổi ạ. Mỹ là tròn 14 này à đâu? 21. Mỹ tròn 21 à? Ok. Đấy, nói chung là hôm nay là những cái thực phẩm anh em mang đi rồi. Chứ có đồ rừng hôm trước thì mọi người ăn rồi. Đấy, hôm qua hẹn, bắt đầu ăn đồ rừng. Hẹn mọi người ở tối nay mọi người nhá. Tối nay sẽ có phim thịt chuột. Hẹn mọi người trải nghiệm tiếp tục cái video của bọn mình vào buổi tối hôm nay nhá. Mình lại uống cùng nhau nhá. Nhớ bình luận và like video để cho anh em có động lực đi rừng mọi người nhá. Nhớ là vẫn phải anh em nào hay chửi là cứ chửi thoải mái nha. Anh em mình trốn lên rừng rồi, không lo chửi đâu. Đấy, em vẫn còn gọi được. Đến nơi là anh em mình lại trốn tiếp ấy. Quá ok. Rồi lại sai thôi mà. Tại bè của mình nhá. Giòn lắm. Giòn lắm. Bông gốc rồi. Cổ độc luôn. Cái ốc mà anh cho hết vào đây à? Gặm xương đi em. Không tan hết da pịa rồi. Em gặm xương với mít. Chứng tỏ thịt dê cũng đã rất là ngon nữa đúng không? Ui, đặc sản đó, 14 đúng không? Dê giá thị trường là 14. Dừng cuộc chơi nha. Rồi, thực phẩm còn rất nhiều. Trang hôm nay sáng lắm mọi người này. Không biết là hôm nay đã là 15 đúng không? Phải 15 mọi người. À hôm nay là 13 mọi người ạ. 13 tháng 10 đấy. Đây là mình zoom gần nhá mọi người nhá. Để zoom xa anh em xem này. Ý. Đó. À thành công rồi bạn. Đây là bây giờ là mới là chương trình chính của buổi chiều mọi người nhá. Sau đây chương trình đêm của chúng tôi. Mình có bắt mình uống thôi mà. Giờ anh em sẽ làm cơm tối mọi người nhá. Sẽ có một món của thực phẩm của đồ rừng kiếm được mọi người ạ. Thì có uống nhiều hơn. Đấy, các bác yêu quý mà. Chúng em thì tiếp tục theo dõi chúng em nhá. Uống xong là lại đi đánh chuột rồi lại uống thôi mà. Cân một thôi mà. Mít đi. em định ăn sẵn á. Bánh chuột á. Đánh cái cân lá này say quá. Say quá. Say cái gì? Đây còn một viên nữa đây nè. Đợt này đi rất là đủ ánh sáng nha mọi người nha. Nên là video anh em bọn mình khả năng là sẽ khả năng là nốt đêm mai là phải về lấy đèn sẵn. Khả năng là sẽ còn khoảng 1-2 đêm nữa là anh em thoải mái cái chất lượng ánh sáng ấy, đảm bảo quay video tốt nha mọi người nha. Đấy, sáng quăng luôn. Cần một thôi mà. Em lên lúc nào anh lên lúc đấy mà. Mai phải lấy đèn lên để xoay cua á. Hết đèn. Cua chiều mai lực chắc nó đó. Chuột kịp cứng rồi nhỉ. Được sẽ chuột thôi. Quá ngậy luôn. Hôm nay ra gừng nhiều nhỉ? Giang gừng. Cầm cái chén bơ xuống cho anh biết rồi. Anh sao có cái gan quá mất ngon nhỉ anh nhỉ?
Phật phiệt thế, để cho hết ra. Chảo thôi, cái xong này không vừa đâu, chật anh ơi. Không chật, sợ còn có nước của nó ấy. Không đảo được đâu bố à. Đảo cái gì chứ nấu luôn thế nào gì. Úi dồi. Vừa bay xong vừa bay lên lại bay xuống. Quá chất lượng nhỉ. Ừ. Thịt chuột đâu gừng. Có gừng thì thối rồi. Ở vùng đã. Anh cũng được ăn nhiều chứ. Khôn chứ. Thầm thế chứ. Quá chất lượng. Chuẩn bị lên sàn. Nhưng mà anh em còn đang chuẩn bị công tác anh âm thanh ánh sáng tí đã. Còn cái kia đâu nhỉ? Bốn cái kìa. Anh vừa đây, một cái đây rồi. Còn một cái đây gì em? Đâu? Đây, một cái đây. Bốn cái kìa, còn một cái nữa kìa. Út đủ chưa? Đủ rồi. Còn thiếu một cái mà. Kìa. Còn một cái nữa kìa. Lúc vừa thấy anh lấy bốn cái đi ấy. Vui đâu đằng kia ấy. Mày mới tìm. Ok, đủ rồi. Đủ anh em ăn rồi đúng không? Ra đòn đi. Rồi mời tất cả mọi người đi nha. Ra đòn đi mít. Lại uống đi, cứ định bỏ mà anh em. Chẳng phải uống nữa đâu hôm nay. Hả? Hôm nay không uống nữa đâu. Ăn rồi. Ăn đi. Ăn cơm á. Ừ. Mời tất cả mọi người ăn cơm tối với cùng anh em bọn mình nha. Ngon không? Rượu má chết ạ. Ngon lắm mọi người ạ. Ngọt đúng không? Ừ. Ngon không? Cay không? Tuyệt vời, mời mọi người đây. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Xơi cơm đi em. Thôi đừng cho chén rượu ra để cay đi. Ủa, biết đâu, không có buồn. Rượu uống anh em cũng bắt bỏ. Đây, cho anh cho đây em. Uống được bao nhiêu để uống. Bát đây, anh hòm hèm lắm rồi. Hòm hèm đi. Chỉ thấy hồi mã rồi dạ. Hết chỗ này thôi. Nhờ. Tôi đi thọt thẹt rồi kìa. Thọt thẹt gì dưới chân này. Em đánh ở đầu này không? Các bạn này phải có tí rượu mọi người, nó mới thuốc trừ tà đấy, nó mới ok được. Nghiện rồi, mình đăng ký một suất ở viện ca rồi nha. Ôi thế này nó mới sao hào hứng được. Mời tất cả mọi người đi. Mời tất cả mọi người nha. Chúc sức khỏe các bạn nha. Xin mời các bạn ăn hoa chọc đầu rồi nha. Buổi tối cùng anh em mọi người nha. Không vào mấy anh em mày túc tắc rồi. Anh ăn đó. Ăn. Rồi làm tiếng thịt chuột đi. Ui dồi ôi, chuột rừng này. Một miếng một thôi anh em ạ. Không tí mọi người lại bảo là ăn tham. Mời mọi người nhá. Thịt chuột. Sầm chéo đây. Ừ. Ôi. Ngọt lắm út ạ. Nhờ. Ngọt ghê luôn. Nện chỗ này ra chỗ đấy cắt. Vào đâu? Ăn đi em. Không biết làm miếng nhờ. Thúc cả cái cả nước bà. Dài giòn sần sứt luôn ạ. Mời tất cả mọi người nha. Mời ra anh nha. Rồi, chén này. Ngọt nhờ. Cái sướng. Bỏng không ạ? Úi, như kiểu là nồi thằng cố ấy anh em ạ. Các bạn ạ. Đấy, cho mít cái đuôi đây đi. Cho nó nguội ra, cay quá. Mà cho nó mặc đuôi ra. Mình sẽ làm một miếng đuôi để chấm chẳng xéo à. Ê, còn chấm thêm á. Ừ. Chấm chẳng xéo à. Cục cục luôn nhỉ. Đúng rồi. Chột chệt. Nước nó ngọt thật đấy. Đồ rừng được. Mai được không nấu nữa mà chuyển sang nướng nhỉ? Ừ. Nướng khô quá. Nướng khô, ăn mọi luôn. Nướng mọi. Bôi muối. Bôi muối. Dùng đi mít. Rau cỏ đây. Em đi, ăn đi dùng miếng xem nào. Được đoạn nào. Mọi người nhá, ăn cái đuôi này. Mọc đuôi. Gà. Rọp quá rọp luôn. Ngọt, còn nịm.
Rêu, rêu hơn uống rượu nhiều mới nhờ. Chưa chúng ta. Cứ gặp nhau là cứ bận uống này mà. Say thì cũng sợ rồi mà. Anh thấy hình như là vẫn còn ướt đấy. Chưa khô mấy đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Đến lần ôi trời. Này cái này chuột nó nhỏ ấy, băm cả con luôn. Đây. Ủa. Ngọt như nước dùng phở luôn. Như nước phở bò. Đấy. Mấy chai rượu này có mấy con chuột đã đến mà uống đỡ rồi. Cho nó say mà trên trên tràng đấy nhá. Say gì nó mới say được. Này. Chuột ngon này mà lại trầm thế. Đùi nó. Ừ. Chiến thử cái đầu. Đầu này phải nhai cả đầu luôn. Đấy anh em. Cái này nó chuột nhỏ mọi người ạ, nên là băm toàn băm cả con thôi. Năm nay chưa được con to hói nào nhỉ? Năm nay chưa được con hàng to nào đúng không em? Chưa. Gần sáng là nó mới xuống. Nó xuống cả lán này, chuột. Chuột nó xuống tận lán mọi người ạ. Rồi, mời tất cả mọi người đi. Cái miếng mình đang dở dang. Đây. Bên làm sao? Ừ. Ngon lắm anh em ạ. Đồ cực sung nè. Em trồng đấy. Cái đồ rừng. Mắc quá. Đồ rừng nó mà có một cái vị ngọt riêng nhá. Giờ có anh Hòa ở đây phí nhỉ? Ừ. Hòa chắc nhìn trên video chắc thèm lắm. Thôi mời Hòa miếng nha. Mời anh Hòa miếng nha. Anh về có việc. Ui dồi. Kìa này, kìa lên lắm. Lên đấy. Giống như lợn. Đúng. Ngon. Hơi cay đúng không? Mít không ăn được cay nhỉ? Tập đi em. À. Bọn mình hôm nay không có rượu mọi người ạ, nên là anh em nhâm từ trước. Anh em mình là sẽ ngồi để ăn cơm thôi mọi người ạ. Trong tí nữa còn đi làm việc buổi đêm nữa. Chiến dịch săn lùng. Video này tạm nghỉ đây đã mọi người ạ. Để nó vứt ở đây tối mẹ nó thọt thẹt lên. Ừ. Beng cho. Mùa này nó cũng chưa phải là mùa rét quá nhỉ út nhỉ. Tại năm nay nó rét muộn nữa chứ. Chính tránh. Ngủ trên cây xấu thật. Chỉ phép và kết thúc video này ở đây mọi người nhá. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại chiến các bạn ở nồi chuột này. Anh em video tiếp theo. Em Mỹ còn đang bảo là không ăn được cay. Nên nó kiểu gì cho Mỹ. Hôm nào mình lấy đường lên mình đốt xong là mình ăn thử nhỉ. À, thải lắm. Chín rồi á. Cái này cũng đủ ấm rồi mọi người.